Ok, tài táo vlog đây nha cả nhà. Hôm nay lại là ngày thứ sáu nha. Thứ sáu ngày 13 luôn. Nay mình về nhà ăn cơm với ba mẹ nha. Nay có làm cái món này hấp dẫn, giới thiệu cho cả nhà nha. Món ăn tuổi thơ luôn. Đây là chuối, mình không biết gọi là chuối gì, gọi là chuối chả bột hay chuối gì ấy. Hôm nay mình sẽ làm một cái món tuổi thơ hay rất mình rất là thích ăn, đó là căn căn quả chuối này nấu với dâu lá chua nha. Rất là hấp dẫn đấy mọi người. Mọi người coi clip của Tài Táo Vlog thấy hay thì like và đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Tài Táo Vlog nhé cả nhà. Đó, mình làm chắc mình chặt một nải thôi. Một nải là đủ nấu một nồi canh, mình sẽ nấu canh lá chua với dâu cá rô phi. Đấy mọi người. Đó, mình chặt một nải thôi nha. À, bụi chuối, nhìn chuối hấp dẫn không? À, hôm nay mình sẽ thực hiện món là món ăn tuổi thơ, gồm có các nguyên liệu cá rô phi nhà nuôi. Đây là cái rau này hơi ít người biết nha. Thật chứ, giá này trong mình gọi là giá chua, có quả nó cũng chua luôn. Mà lá này nấu canh chua cá thì rất là ngon nha mọi người. Đấy mọi người biết cái lá này không? Đây cái lá này này. Đó. Lá này cũng mình cũng cứ gọi là lá chua thôi, mình cũng không biết tên chính xác nó là cái gì đâu. Đấy, một nồi canh thì bật tầm chứ bên đây lá này. Lấy nước cho chua thôi chứ không có ăn cái lá này nha. Đây là nấu với mấy cái cá hồ này. Đấy, rất là ngon nha con. Lâu lắm rồi mới thưởng thức lại đó. Chuối này là chuối tiêu thì nó cũng giống như chuối kia thôi đó, mình sẽ nấu với quả chuối xanh này này đó. Ok con dê luôn đó mọi người, món ăn tuổi thơ đấy, món ăn thời nghèo khó. Hồi xưa nghèo khó ăn mấy món này không cả nhà. Cá thì nuôi dưới ao, rau thì ra dãy hái, chuối thì nhà trồng đó. Như vậy có một món ăn rất là ngon, đặc sản đấy. Hôm nay mình sẽ thực hiện lại món này mà không biết gọi tên là gì. Là cá rô phi nấu chuối. Nấu chua. Cá rô phi nấu chua hả? Thứ sáu, hôm nay là thứ sáu ngày 13 luôn. À, rất là đẹp luôn. Đấy, đó, chuối thì luôn. Ba quầy cơ mẹ. Cái chua ở cái vườn đấy ạ. Toàn đi cho không. Ba quầy chuối mang về bán có tiền này cho của mình đâu mà. Đấy, mình nhọt vỏ ra xong mình thái, xong bắt đầu mình ngâm với nước cho nó ra nhựa đi nha mọi người. Nhựa đi, chút nữa mẹ mình nấu xong mình sẽ quay lại cho cả nhà xem cách nấu nha. Chắc cũng dễ mà, không khó gì hết cả nhà. Đấy bên đấy trái chắc còn nhiều chứ, chứ phải không? Hay ít. Cả nhà mình ăn vừa. Thì bên đấy là vừa đúng không? Có tính đấy nguyên một nải nhưng mà thấy nhiều lắm. Nải ăn mà. Đây có 7 trái, 7 trái sao đó. 7 trái à. Đây mami mà nha, đầu bếp chính ngày hôm nay nha bà con. Thấy hay nhớ like cho mami một like một follow nha. Ê, bắt đầu nấu canh nha, đặt nồi nước sôi lên đi mọi người. Đặt nồi nước sôi, trông cho gì vô? Cá vô hả? Đó. Coi mami thực hiện là cá để nguyên con luôn. Khỏi, cá này nó hơi nhỏ nên để nguyên con cho nó phải nát. Cá này cũng nhà nuôi luôn, yên tâm. Con bự hả? Con tầm đó là ok đó. Đúng rồi, mới ăn cái món này. Thử nấu lại xem nó ngon không mọi người. Không ngon không ăn tiền. Mami kêu là không ngon không ăn tiền. Chút nữa nó sôi lên là mình bỏ nêm nếm. Mình bỏ cái lá chua này vô này. Lá chua này vô mình thấy độ chua nó vừa là mình sẽ vớt bỏ lá chua này đi, mình không có ăn cái lá chua nha, nêm nếm thôi. Rau
Đó, hôm nay cũng có thứ sáu thì gia đình dạy họp thôi, có vài món để giới thiệu đến cả nhà. Đó. Xem cả nhà thấy hay ai ủng hộ anh em tài táo với ốc nha. Mỗi tuần gia đình sẽ ăn cơm với nhau một ngày thứ sáu nha mọi người. Tuần nào cũng vậy thôi. Mình nấu cho nó sôi lên này, cho cá nó chín. Giờ mình bỏ lá chua vô này mọi người. Mẹ cứ cho bỏ vô trước đi, xong rồi mẹ ấy em nó chua đủ rồi, chua rồi mình cho nữa. Em uống kìa mẹ. Cái á này rất ít người biết mọi người. Sự luôn á, mình gọi lá chua thôi chứ không biết gọi tên là gì. Cái á này này, nó có quả màu tím tím đỏ đỏ, cũng chua, quả cũng rất là chua luôn. Nhúng vô lấy nước chua đi nó mình bớt ra nha. Thế luôn. Cá này nó cũng không chua lắm đâu. Chua lắm mẹ. Không chua. Mẹ chua té đái luôn. Chua. Còn cho tí thôi mình để lâu. Có nghĩa là mình không có để đâu thì nó không chua gì. Chuối mình cho vô sau cùng nha mọi người. Chuối mình cho vô sau cùng. Coi đủ độ chua rồi mình vớt cái đầu ra coi. Cái này mọi người canh cái độ chua của nó vừa phải nha. Cái này cái á này mình cũng không canh được đâu. Mình nếm. Chỗ này chuối. Đây. Đầu bếp thì chính đâu? Hôm nay chỗ tài món này. Ở sau con ạ, à, ở sau á, ở trong cái đám dê á. Mình nấu xôi Âu thì nó sẽ chua thôi. Cá chín rồi mình vớt ra thôi, nó nát rồi cả nhà. Vớt ra đi. Rồi bây giờ mình bỏ vô kia mình nêm thôi. Chí nữa gần ăn mình cho từng con vô mình ăn cho nó nóng ạ. Dẫn đấy, mình ngưng bớt đi. Ừ. Nó muốn nát rồi. Đến nước cốt cho nó ngọt. Cá rô phi xương xương vậy chứ ăn thịt rất là ngọt nha mọi người. Rất thích ăn cá rô phi luôn á. Úi dồi ôi, rớt một nửa con rồi. Mồi ngon, mồi canh hấp dẫn. Hôm nay chủ yếu giới thiệu mọi người món canh chua, canh lá chua nấu với cá rô phi nha. Món ăn tuổi thơ của mình, món ăn hồi còn nghèo khó. Rồi, bỏ chuối vô, bắt đầu mình nêm nếm vừa ăn là ok. Mình mang ra mình ăn luôn nha mọi người. Có kèm thêm mấy món nữa. Ngoài mà mấy em đang làm thêm mấy món nữa. Cá chặt chiên chấm mắm me với lại sườn heo nướng. Thứ sáu của gia đình. Nấu lên cho nó sôi cho nó chín chuối mình nêm cho nó vừa luôn nha. Đấy, nồi canh đã hoàn thành nha anh em. Nữa ra thử xem ngon không. Lâu lắm rồi không được thưởng thức. Nó bỏ cá vào nữa. Cũng bài luôn. Đây là món thứ hai nha. Cá chặt chiên chấm mắm mè. Đi bài luôn. Ăn cơm ngon. Nào ăn cơm biết con cơm không? Nào cũng thấy món da chim rất ác lắm. Em rồi. Đây. Đại gia ấp 7 vô nhá. Đại gia ấp 7 có món gì á? Đây chị hai mình nha mọi người. Có món gì đây chị hai? Sườn heo nướng.
thì mình đốt đi, cứ để sơ sơ lên cao rồi tí nữa mình ăn, nướng hơi chín thôi mình ăn, bắt đầu bỏ lên nhanh. Bún lại đến giờ đây này hả Bún? Thứ sáu ngày 13 nha mọi người, hôm nay là thứ sáu ngày 13 nha, bao đẹp luôn, mấy năm mới coi ẩn. Bún này bún con chó vô duyên muốn thịt à, cho Bún nhiên sóng này, bún heo mọi người đi, heo đi, bún heo, bún cười nghe heo cười đi, heo heo em Bún này, bác Hải bé tí không có tên, kiếm em gái mưa về món ngon sườn heo nướng. Đây, hấp dẫn luôn anh em. Món phụ họa này nữa nha. Món này hơi bị ngon đấy. Đây. Thiếu muối dầu hào. Người nướng cũng ngon luôn này mọi người. Đây. Thanh niên mới lớn. Sinh viên đại học mới ra trường. Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. À. Mọi người có nhu cầu làm quen kết bạn liên hệ nhé. Nó đẹp trai thế mà đấy ai em theo. Ôi sao nhìn hấp dẫn quá anh em ơi. Thôi mình đi tắm cái này, vô chiến này. Mời em. Cá chặt chiên chấm mắm me anh em ơi, ba món nha, có ba món rất là ok. Ê, để mang vô mang vô nhìn cho nó hấp dẫn nha anh em. Quá đã. Chà. Đây rồi, canh cá đây. Này à, canh cá này à, hấp dẫn đấy. Còn món à, sườn nướng nữa. Cá để phía dưới rồi. Sườn heo nướng này à, ăn cơm rồi mọi người. Khung cảnh quê nhà em mỗi ngày thứ sáu hàng tuần tập trung ăn nhậu. Đó, toàn là mấy sếp này, sếp bo chào mọi người đây, sếp bo trời ơi nó ghiền này, sếp bùn ơi. Rồi xếp bự u nằm mẹ ngó như con ấy hả má. Đấy, cứ thứ sáu nào cũng ngồi ở đây nha cả nhà. Giờ cơm tới rồi. Đây. Thứ sáu cuối tuần nha. Thứ sáu hàng tuần nha mọi người. Hôm nay thứ sáu ngày 13 luôn. Chiến thôi. Mấy bố con. Đây. Chị em nè. Đấy. Hello cả nhà. Hello. Làm đi cuối đó bụng quá. Hôm nay có món canh chuối hấp dẫn lắm á. Đó, áo đó, đỏ đỏ hồng kia trên mát nha. Đấy, mẹ đang tắm thắp bồ rồi. Ôi mọi người ơi, đây mới gọi là cháy nè. Chà, thật đúng. Sao nó đứng dậy rồi lấy cái gì đó. Đấy, giờ miếng cháy là hấp dẫn nè. Đấy, yêu về nhà muốn ăn cháy là nấu nồi cơm rồi. Đây, cháy ai ăn cháy? Cháy để con miếng ra. Không có gì giảm thề luôn. Kệ ra nhỉ.
mọi người. Đây mời cả nhà nha, bắt đầu đến giờ ăn cơm của gia đình mình, mời mọi người. Đây đưa cái đĩa này thịt qua đó đi, bên phá mồi đi. Đây. Bên đó, bên đó đi. Còn nhiều lắm. Ngồi xuống đi. À, thôi, 1 2 3 vô cái đi. Vô mời mọi người ăn cơm cùng với gia đình nhà Táo nha. Bị mắt nó mở không được trời. Tay rung à. Mẹ từ thế nào. Rồi rồi, cô mày. Rồi, vô, mời mọi người cái nha. Hey yo, chào cả nhà, mời mọi người ăn cơm tối với gia đình nhà Táo nha. Vô. Uống đi chết queo rồi. Chết queo luôn á. À, uống đi á. Món ngon này. Đây ngồi vừa nướng vừa ăn luôn. Thấy mặt thôi nhỉ. Mấy nhóc nè. Đấy. Món canh hôm nay Kéo uống rồi mấy anh đây cả nhà. Canh chuối nè. À, món chuối hấp dẫn nào. Ngon lắm mọi người. Kéo uống rồi mới thưởng thức. Dứt miếng cá nữa. Ôi giời, các khi nó hơi thương mà được cá nó ngọt thịt đó. Hơi ngon. Ôi quá đã luôn. Trời con cái nếp cuốn sữa to nó còn cuốn cổ thì cười to quá. Đúng rồi không ạ. Cười to, cười bé. Phái nữ nhà em có 4, à 2, thiếu 2 đứa nhóc. Phái nữ là có 4, 2, 6, 6 nữ. Còn đâu là được không? 6 nữ, 7 nam đây. 4, 5, 6, 7, 8. 6 nữ, 7 nam.